những màn pháo hoa rực rỡ trong không trung, soi sáng cả bầu trời đêm Đại Bắc. Mỗi năm cứ đến dịp Tết dương lịch, màn biểu diễn pháo hoa đặc sắc ở tòa nhà Đại Bắc 101 luôn thu hút hơn triệu người theo dõi. Và màn pháo hoa chào đón năm 2020 sắp tới cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người xem. Với chủ đề là Đài Loan tia sáng hy vọng, màn pháo hoa sẽ được mở màn bằng hình ảnh mèo báo vô cùng đáng yêu, cùng với những loài động vật bảo tồn đặc hữu của Đài Loan. Chủ tịch của Đài Bắc 101, ông Trương Học Thuấn nói, sẽ xuất hiện những hình ảnh như mèo báo, đồi mồi dứa, gấu đen Formosa, thể hiện nét đẹp tự nhiên của Đài Loan. Ngoài ra, lưới đèn LED T-Park cũng được nâng cấp toàn diện, vừa chống nước vừa chống bụi, chất lượng hình ảnh rõ nét hơn. Không những vậy, những năm trước do vấn đề bảo đảm an toàn nên chỉ sử dụng một ống phóng, nhưng như thế thì mỗi lần chỉ có thể bắn ra một màu. Vì thế đội ngũ Đài Loan đã tự nghiên cứu và đổi mới kỹ thuật. Ống pháo năm nay có thể bắn ra 3 màu sắc khác nhau trong cùng một lần bắn. Tổng giám đốc của Đài Bắc 101 bà Trương Chấn Á nói, ví dụ thường thì chúng ta chỉ có thể thấy được một màu xanh lá, nhưng lần này thì có thể thấy được màu cam, màu xanh dương vân vân. Và đương nhiên, nếu như không muốn chen chúc ở nơi đông người, người xem cũng có thể chọn cách đến tầng 88 và tầng 89 của tòa nhà 101, vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa chiêm ngưỡng pháo hoa lung linh giữa trời và đón chào một năm mới tươi vui rực rỡ.